Dạ thưa sư, con xem nhiều video của sư nói về tất cả việc xảy ra không nên đổ hết cho nghiệp. Ví dụ nếu người A sống tốt, biết Phật Pháp và giữ giới, biết người B và sau đó biết B có tâm tính ác nhưng vẫn giao du với người B. Vì người A nghĩ mình sống tốt sẽ không bị gì đâu. Dù người xấu nhưng đối xử tốt với họ thì họ sẽ dần tốt lên. Nhưng sau một thời gian, người A bị người B hại và chết. Người ngoài nhìn sẽ nói kiếp trước A làm gì B nên mới bị vậy. Nhưng con nghĩ nếu như A không thân với B thì B đâu có cơ hội làm hại A. Vậy trường hợp này có phải là do nghiệp không? Xin thưa là thứ nhất là sư không có thần thông để biết được cái vụ này. Mà không có thần thông ha. Cho nên là có khi là do nghiệp mà có khi không phải do nghiệp. Nhưng mà chúng ta hãy cẩn thận. Ví dụ như chúng ta biết cái con rắn ấy, nó là con rắn độc, mình chọt tay vô mỏ nó rồi bị nó cắn thì mình chắc chắn không đổ thừa cho nghiệp được. Cũng vậy á, mình biết cái kẻ đó là kẻ ác mà mình thân cận với kẻ ác rồi tới hồi mình bị kẻ ác nó hại á, thì không nên đổ thừa cho nghiệp. Hay là có lần á, sư ngồi trên xe đi về miền Tây á, cái con lươn đường cao tốc, không phải đường cao tốc mà là đường cái đường quốc lộ á, cái con lươn cứng đang chạy vậy đó, thì có ông ổng leo qua con lươn, ổng băng qua quốc lộ, băng tạt ngang đầu xe. Thì lúc đó sư có suy nghĩ á, đó tạt cái kiểu như vậy đó rồi tới hồi bị xe đụng thì nó là do nghiệp, do cái số tôi tới, cái đó là không phải do cái số, do tôi ngu nha, do tôi coi thường cái luật giao thông. Cho nên là chúng ở trong 38 pháp hạnh phúc đó, Đức Thế Tôn nói là không thân cận kẻ ngu, thân cận bậc hiền trí, cúng dường bậc đáng cúng là phước lành cao thượng. Kẻ ngu ở đây là bao gồm kẻ ác. Rồi còn cái thứ hai á, là có những trường hợp mà mình sống với người ta bằng tâm từ nhưng mà người ta hại mình, thì cũng có trường hợp là do cái nghiệp nhưng mà do mình không có thần thông để mình quyết định cái đó. Nhưng mà chúng ta phải xác định á, một chuyện, chúng ta biết đó là con rắn độc, mình chọt tay vô mỏ nó thì bị nó cắn thì đừng có than. Hay là mình biết con chó là con chó dữ mà mình cứ dứ dứ cái tay mình vô, dứ dứ cái chân mình vô trong đó rồi bị chó nó cắn thì cũng đừng có khóc, đơn giản vậy thôi ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.